Trận giao hữu giữa AS Roma với AC Milan diễn ra sau khi mùa 2023-2024 khép lại. Màn so tài này được tổ chức tại sân Optus Stadium, Perth, Australia. Vì diễn ra sau khi mùa 2023-2024 khép lại và trước thềm vòng chung kết Euro 2024 cũng như Copa America 2024 nên hai đội không có được dàn cầu thủ chất lượng nhất. AS Roma thiếu vắng Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Brian Christen, Stephen El Shaarawy, Romelu Lukaku và Rui Patricio. AC Milan không có được sự phục vụ của Rafael Leao và Christian Pulisic. Olivier Giroud và Theo Hernandez có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024 của đội tuyển Pháp nhưng vẫn sang Australia. Cả hai hứa hẹn đá chính vào thứ Sáu, 31 tháng 5. AS Roma toàn thắng 2 lần so tài gần nhất với AC Milan. Cả hai đều thuộc khuôn khổ Europa League. Hai chiến thắng này giúp tập thể do huấn luyện viên Daniel De Rossi dẫn dắt vào vòng bán kết mùa 2023-2024, nhưng sau đó thua Leverkusen. Soi tỷ lệ châu Á, 1/20. AS Roma rõ ràng không thể sánh với AC Milan về chất lượng cầu thủ. Điều ấy khiến tập thể do huấn luyện viên Daniel De Rossi dẫn dắt khó tạo ra bất ngờ khi cùng AC Milan đá giao hữu trên đất Australia. Chọn AC Milan. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2/1/2. 3 trên 4 lần so tài gần đây giữa AS Roma và AC Milan chứng kiến không dưới 3 bàn thắng. Kịch bản quen thuộc này khả năng cao tái diễn khi hai đội tái đấu vào thứ Sáu, 31 tháng 5. Chọn tài.